Ok, hi everyone. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa bài tập trước khi chúng ta sẽ sang 9 cấu trúc cuối cùng của chúng ta trong bài ngày hôm nay nha. Câu đầu tiên, họ thích đi biển. Họ thích đi biển. They thích are interested in going to the beach. They're interested in going to the beach. Tôi chán ngấy với việc đi làm mỗi ngày rồi. I'm bored with going to work every day. Every day. I'm bored with going to work every day. Cậu có thấy chán học hành không? Đây là câu hỏi nghi vấn dạng yes no, đúng không nào? Are you bored with meetings? Tiếp. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện chat chít trên Facebook. I don't. Lãng phí là waste. Want to do something là muốn làm gì đó. I don't want to waste my time, thời gian của tôi, cộng doing, vậy là sẽ là chatting on Facebook. Đừng bao giờ sợ tốn tiền vào chuyện phát triển bản thân. Don't ever be afraid. Of wasting. Money. Developing. Yourself. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng don't ever be afraid of spending money on personal, là cá nhân, personal development. Don't ever be afraid of spending money on personal development. Ok, và câu tiếp theo, hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của cậu. Hãy dành thời gian, spend, nhiều thời gian hơn, more time on your family. Các bạn có làm đúng như thế này không nào? Cô ta sử dụng toàn bộ số tiền kiếm được để đi du lịch. She spends all her, hoặc là all the money. The money she earns to go traveling. She earns traveling. Spend something doing something. Tớ nghĩ cậu nên bỏ việc dậy muộn đi. I think you should give up sleeping late. Dậy muộn. Hoặc là getting up late. Các bạn cũng có thể sử dụng getting up late cũng được. Getting up late. Tốt hơn hết là mày nên chia tay nó đi. You'd had better say goodbye to her. Nó quá khó cho lũ trẻ để làm, phải không? Nó có quá khó cho lũ trẻ để làm không? Is it hard? Is it
Too hard. For the children to do. Em không cần phải làm như vậy. It's not necessary. For you to do that. It's not necessary for you to do that. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học 9 cấu trúc của chúng ta ngày hôm nay. To have no idea. To have no idea of something. Tức là don't know about something. Tức là chẳng có một cái khái niệm gì, chẳng có một cái ý niệm hay chẳng có một chút hiểu biết gì về cái gì đó. Ví dụ như là I have no idea about this word. Tôi không có một cái khái niệm nào về cái từ này cả. Tức là tôi không biết cái từ này. It means I don't know this word. I don't know about this word. Tiếp theo, chúng ta sẽ phản xạ nào. Tôi chẳng biết gì về anh ấy cả. I have no idea about him. Tôi chẳng biết gì về việc nấu ăn cả. I have no idea about cooking. Cô ấy chẳng biết gì về chuyện hôn nhân cả. She has no idea about marriage. Chúng ta có từ hôn nhân là marriage. She has no idea about marriage. Câu trúc số 2. To advise somebody to do something hay là not to do something là khuyên ai đó nên làm gì hoặc khuyên ai đó không nên làm gì. Ví dụ như là our teacher advises us to study hard. Giáo viên của chúng tôi khuyên chúng tôi là nên học hành chăm chỉ. Bác sĩ khuyên tôi không nên ăn quá nhiều. The doctor advises me not to eat too much. The doctor advises me not to eat too much. Okay. Mọi người khuyên tôi là nên bỏ học. Everybody advises me to drop school. Okay, drop school. Okay, mẹ tôi khuyên tôi nên đi ngủ sớm. My mother advises me to go to bed early. My mother advises me to go to bed early. Câu trúc số 3. To plan to do something là vạch kế hoạch làm cái gì đó hay dự định làm cái gì. We plan to go for a picnic. Chúng tôi dự định là sẽ đi picnic. Chúng tôi vạch kế hoạch để bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Chúng tôi vạch kế hoạch. We plan to start a new business. We plan to start a new business. Họ vạch kế hoạch sẽ cưới nhau vào tháng 9 này. They planned to get married in December. Okay. Alright, và bây giờ sẽ là cấu trúc số 4. Invite somebody to do something. Mời ai đó làm gì? They invited me to go to the cinema. Họ mời tôi đi xem phim. Anh ta mời tôi đi uống nước.
He invited me to go for a drink. Go for a drink. Là đi uống nước. Go for a drink. He invited me to go for a drink. Họ mời tôi đến. Họ mời tôi tham gia câu lạc bộ. They invited me to join the club. Anh ta đã mời tôi nhảy. He invited me to dance. Câu này dễ quá đúng không nào? Nào cấu trúc số 5, rely on somebody. Tin tưởng hay trông cậy lẫn ai? Trông cậy vào ai? You can rely on him. Bạn có thể tin cậy vào anh ta. Con cái thì luôn luôn tin cậy hay dựa dẫm vào bố mẹ. Children always rely on their parents. Children always rely on their parents. Anh ấy luôn luôn dựa dẫm vào tôi. He always relies on me. Okay, relies on me. Đừng bao giờ dựa dẫm vào ai cả. Don't ever rely on anybody. Don't ever rely on anybody. Ở cấu trúc số 6, to be able to do something hoặc là to be capable of doing something là có khả năng làm điều gì đó. Trái với từ capable đó là incapable. Okay. I'm able to speak English. Hay chúng ta cũng có thể nói là I am capable of speaking English. Tôi có thể nói tiếng Anh. Tiếp, tôi có thể đi bộ 20 km mỗi ngày. I can walk 20 kilometers every day. Okay. Tiếp, tôi có thể hoàn thành bài tập này trong vòng 1 phút. Nãy Hannah dùng can đúng không nào? I'm able to walk 20 kilometers per day. I'm able to walk 20 kilometers per day. Câu số 2 Hannah đưa ra là gì nào? Tôi có thể hoàn thành bài tập này trong vòng 1 phút đúng không nào? I can finish this exercise in 1 minute. Okay, in 1 minute. Họ có thể chiến thắng trong mùa này. They are capable of winning in this season. They are capable of winning in this season. Họ có thể chiến thắng trong mùa này. Câu số 7, to apologize for doing something. To apologize for doing something. Là xin lỗi ai vì đã làm gì? I want to apologize for being rude to you. Anh muốn xin lỗi em vì đã thật là bất lịch sự với em. Tôi muốn xin lỗi anh vì đã bất lịch sự với anh. Okay. Anh xin lỗi em vì đã làm em buồn. I apologize you for making you sad. Apologize you for making you sad. Bạn không phải xin lỗi vì bất cứ cái gì cả. You don't have to apologize for anything. You don't have to apologize for anything. Ok, và bây giờ là cấu trúc số 8. Would hoặc viết tắt là d
Would rather do something là thà làm cái gì còn hơn, hay là thà không làm gì. Ví dụ như là I'd rather stay at home. I'd rather not stay at home. Là chúng ta sẽ còn not nữa. I'd rather stay at home hoặc I'd rather not stay at home. Đằng sau rather chúng ta sẽ sử dụng với một động từ nguyên thể không to. Nếu như chúng ta có thể có phủ định thì chúng ta sẽ đưa not đằng sau rather vào đằng trước động từ nguyên thể. Rồi, tôi thà rằng ăn cơm còn hơn. I'd rather eat rice. I'd rather eat rice. Anh ta thà rằng ở một mình còn hơn. He'd rather be single. Ở một mình tức là ở đây ý là không cưới. He'd rather be single. Rather be single. Okay. Rồi, và câu số 8, câu số 9 của chúng ta. To be busy doing something là bận làm cái gì đó. We're busy preparing for our exam. Chúng tôi đang bận để chuẩn bị cho kỳ thi. À, mẹ đang bận nấu cơm nhé. I'm busy cooking. Tôi đang bận nói chuyện với lại người yêu trên điện thoại. I'm busy talking on the phone with my girlfriend. Cậu có đang bận làm gì không? Are you busy doing anything? Ok, và đó là 9 cấu trúc của chúng ta. Và bây giờ là phần bài tập của các bạn. Lần này của chúng ta có 12 câu và các bạn sẽ phải làm hết tất cả 12 câu này. Ok? Và hẹn gặp lại các bạn trong bài học kế tiếp. Bye bye!